Ok anh em, chào mừng anh em quay trở lại với clip tiếp theo về tựa game đảo Gò Báo. Clip tiếp theo này mình làm chủ yếu là mình đi ải lại dùm cho anh em. Tại giờ mình đang đi dùm cái ải cho bạn bạn này để mà đi qua cái chương 38. Ơi, để bạn nó vô à, để mình nói bạn lên tiếng. Hết hạn cái gì? Ok, thì giờ mình vô ạc đây. Nói chung là đi ải dùm cho anh em thôi. Chứ có nhiều bạn hỏi mình đi ải thì có tính phí này kia không? Thì không, mình đi dùm cho anh em thôi chứ mình không có lấy tiền hết anh em. Đó, anh em nào kẹt ải thì cứ quăng ạc qua cho mình hoặc là quăng hình đội hình các bạn qua Facebook cho mình. Để Facebook của mình để dưới phần mô tả của cái clip anh em. Anh em cứ xuống đó và xem cái phần mô tả thôi. Đây, hiện tại giờ đã lên được 67 triệu được chiến rồi. Ok, để bây giờ mình vô mình quýnh lại thử xem sao. Đội hình là Magellan. Ok, đội hình này cũng cũng được. Để mình vô mình quýnh lại thử xem sao. 34 mà. Bỏ cái ải này nó hơi bị khó anh em. Có lực chiến này chắc là khó mà qua được. Để mình quýnh thử coi làm sao. À chà, chưa gì chờ mà gáp nó muốn đứt bóng rồi. Nên là có con VV với con Chopper nó hồi máu nè. Thôi là đứt bóng rồi, mình nghĩ rồi. Nhắc đứt bóng quá. Sắp chết tới nơi rồi. Chà. Lỡ là sử dụng cái nộ luôn, không thôi là chết, gáp mất tiêu. Ui, với cái đội hình này chắc là khó để qua được cái ải sao à. Cái ải số 1 mà quýnh nó còn chua lè chua lét gì nữa, chắc cái ải sao chắc bầm dập đó anh em. Hồi nãy mình quên kiểm tra đồ lại nó. Quên kiểm tra lại coi thử bạn nó mặc đồ gì. Nãy này thì có con Gobin với con Chopper nó hồi máu ha. Cái ải này thì anh em sử dụng Magellan để cho nó ngăn cái sự hồi máu lại anh em. Đó, cái dòng của Magellan có khả năng ngăn 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 mấy con này quýt máu cho mấy cái tem phía trước. Ok, nếu mà như mà Magellan nó ra chiêu liên tục luôn thì có khả năng là qua được anh em. Chứ để Magellan mà nó hồi con Chopper mà nó hồi máu cái là coi như rồi luôn. Giờ mình mới thấy nó hồi máu cho cái con nào bên đây hả? Ơi, nó hồi cho con Jinbe đầy luôn rồi, hồi cho con San cũng đầy luôn rồi. Cái thời gian này thì không thể nào mà kịp giờ hết. Để mình ra mình coi để có cái con nào ok hơn không. Mình sẽ chuyển con gáp qua cho con nào vậy ta? Con nào Aokiji rồi ta? Đây, mình chuyển qua cho con Aokiji đi. Bây giờ mình chuyển đồ qua. Thôi hình xăm cũng là có hình xăm 4 sao này kia rồi hết nè. Để mình coi cái sự kiện thâu tóm ác quỷ ấy. Rồi mới tới 53 à. Cái này mà đi full luôn thì mới có được cái giá bạc. Thôi sẵn rồi mình đi giùm bạn nó luôn đi. Bây giờ mình up cho con tướng nào lên đây. Aokiji. AVG này mình up cho nó lên luôn. Đó, bây giờ mình quét ải 24.6 đi. Đây cái nào số tròn tròn xíu nó hay ra bông sen anh em. Ôi trời. Mới nói xong không ra được một cái. Ra được một cái. Thôi, không ra mình đổi ải. 22.6. Ok anh em thấy cái ải nào mới ra bông sen nhiều thì anh em cứ quốc tới luôn đi. Đó, ok. Để mà đi full cái sự kiện thâu tóm ác quỷ này chắc phải mấy tiếng đồng hồ anh em. Cho nên là thôi chắc mình suy nghĩ lại. Chắc là mình sẽ để cho bạn nó đi đi. Để cho bạn nó đi vô kiếm cái hình xăm này kia rồi. Phải này phải đi tới full.
đó, cái ải 53 của cái thâu tóm ma quỷ là nó cho anh em 1.000 cái giá bạc nè. Rồi sau đó khi nào mà tới 68, 68 là anh em sẽ được thêm trong cái ải đó, nó mở xung quanh nó sẽ có được rất là nhiều cái giá bạc nữa, được khoảng 750 cái nữa. Đó thì anh em cứ đè ra mà quất thôi. Rồi bây giờ hiện tại bạn nó đang hết ngọc rồi, sao quét nổi đây. Cái ngọc đó thì phải vô trong khiêu chiến, vô trong đây, đó, quýnh cái này, quýnh mấy cái này để mà mở mấy cái hòm này ra, hòm này có ngọc nè anh em. Đó, ở trong này có 150 ngọc, ngọc nó tăng dần lên nha anh em. Khi anh em đạt mấy cái hòm cấp cao 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy gì đó là nó 500 ngọc ở trong, là 200 300 này 400 500 ngọc gì đó, nhiều lắm. Anh em cứ quýnh tới đó thì sẽ có ngọc thôi. Và bây giờ mình sẽ vô mình quýnh lại cái ải này để mình coi lại cái hình xăm. Ở sao sử dụng cái hình xăm này trời, hình xăm này bây giờ đang 6 sao nữa. Thôi tự nhiên sử dụng cái hình xăm này dở rồi, để mình ra mình chuyển qua cái hình xăm khác truyền thụ. Đây có hình xăm 6 sao nè, hình xăm này sao không xài, trời ngon lành luôn. Bây giờ chuyển qua bên đây đó, ngon lành luôn mà không xài, uổng thiệt chứ. Đây bây giờ mình sẽ binh lại cái hình xăm cho bạn nó luôn. Bây giờ con này đang sử dụng cái này cũng ok. AVG thì sử dụng cái này thì nó hơi dở rồi, con này cũng hơi dở, cái này cũng dở nữa. Sẵn là mình sẽ binh lại cho cái bạn này cái hình xăm, anh em sẵn thì coi thử luôn nha. Thôi quên nữa, mình mặc lại đây. Cái này thì ok rồi nè. Bây giờ mình sẽ tách cái hình xăm 6 sao này ra, mình sẽ đập nó lại. Ok, bây giờ là mình sẽ vô trong cái túi, mình lấy cái hình xăm ra. Rồi, nãy mình mới tách xong. Rồi, đây, được ba cái cuộn hình xăm này. Ok, có mấy cái hình xăm nó cũng ngon anh em. Đây, hiện tại cái hình xăm của gấu trắng đây. Bây giờ mình coi được cái nào cho con chopper đây. Khi tiêu diệt, thôi, mấy cái khi tiêu diệt này dở lắm. Bây giờ mình sẽ cường quá mấy này lên, mình đúc lại cái khác 5 sao. Mình đúc lại hai cái 5 sao đi. Bây giờ cái VV đeo cái này thì cũng ok, nhà mình đúc lên ba cái 5 sao luôn. Ok, bây giờ mình sẽ dung hợp lại. Ý, được cái này 5 sao này nè, ngon nè. Rồi cái đớp Flamingo này thì cùi bắp rồi. Cái hệ bất ghi này cũng vậy. Ok, bây giờ mình phải đúc một cái lên 6 sao hả? Ôi chết rồi. Đúc lên 6 sao thì cần phải có một cái, cần có nguyên liệu cường hóa. Hiện tại bây giờ mình không có đủ nguyên liệu cường hóa rồi. Bây giờ mình phải tách cái hình xăm của Mihao ra cái đã. Tách cái hình xăm Mihao ra, mình lấy cái phôi trước. Xíu nữa mình sẽ dở nó ra. Tách. Đây. Được 9.000 mấy cái SP ha. Ok. Bây giờ mình gộp cái hình xăm này vô trước anh em. Cái hình xăm 5 sao này mình gộp vô trước đi. Mình chừa lại cái hình xăm này cho con VV hoặc con chopper của mình. Ok, giờ sẽ dung hợp lại. Ok, đánh này 6 sao luôn rồi, ngon lành. Khỏi mất công, up tiếp. Ok, cái này thì mình sẽ cho con LPG nè. Cái này mình sẽ cho con VV, cái này cho chopper, bây giờ thiếu một cái ha. Cái này là khi tiêu diệt tướng. Rồi bây giờ mình cường quá cái này lên trước đi, mất lép rồi. Cường quá này lên luôn. Rồi mình sẽ dung hợp hai cái này lại. Ok, được cái hồi sĩ khí này. Rồi ok, vậy dùng là cũng được rồi. Bây giờ mình vô mình trang bị cái hình xăm này cho con Mihao. Cái này mình sẽ cho con LPG. Cái này mình sẽ cho con Chopper. Chopper hay VV ta? Cho con VV đi. Đây, cho con VV cái này. Cho con Chopper cái này. Cho con Magellan cái này để cho nó hồi sĩ khí lên. Ok. Bây giờ mình sẽ cường quá cái hình xăm của con gấu trắng lên trước. Thì mình cường quá lên cỡ 40 thôi anh em. Tầm 40 là được rồi, mình sẽ cường quá qua mấy con tướng khác. Chứ mình không có dồn hết cho con Mihao được, dồn hết cho con đây thì mấy con kia nó yếu lắm.
xíu nên em sẽ coi cái sự thay đổi về cái lực chiến của cái acc này. Ok, tại bây giờ đã lên được 69 triệu rồi. Hồi nãy hình như cái acc của bạn nó chỉ có khoảng 65 triệu thì phải. Đúng không ta, mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà mình nhớ là mang máng là khoảng cỡ đó. Đây, bây giờ tới lượt của con VV nè, mình sẽ cường hóa cho con VV lên. Hoặc là đeo cái cục này cho con LPG cũng được anh em. Đeo cho LPG nó hồi nộ nhanh để mà nó chơi cái chiêu cuối của nó. Bây giờ mình sẽ nâng lên tới 40 luôn. Ok. Được, chiến đã lên được 84 triệu rồi. À, mấy này 40 mình nâng nhanh luôn, tăng max luôn. Ok, maximum luôn. Ủa sao đeo cái trái của hệ búp ghi vậy? Mình đeo cái trái này vô đi cho nó hồi sĩ khí. Mặc dù chỉ có 4 sĩ khí thôi. Rồi, bây giờ mình dồn mình cường quá cho con Mi Hảo mình. Ok, bây giờ đã lên 116 triệu được chiến anh em. Bây giờ mình sẽ vô mình đánh lại cái i34.8 nè. Đã, bây giờ mình đeo con Aokiji của mình vô. Tại Aokiji của mình nó khá là trâu bò anh em. Đây, mình sẽ cho anh em xem lại, nãy là quýnh khoảng cả 2 phút mới xong được cái này phải không? Bây giờ mình vô mình quýnh lại thử coi làm sao. LPG nó cũng hơi bị yếu sinh lý ha, cũng mất khá là nhiều máu nè, chắc là đồ đạc nó cũng chưa có nhiều anh em. Rồi bây giờ mình sẽ để dành nộ lại để dành cho cái hải sau. Nãy mình quên coi cái trái ác quỷ đang đang đeo cho miếng tướng đó. Đó, bây giờ sẽ quýnh tiếp cái hải sau đây. Nếu mà không ổn thì mình sẽ thay con gáp lại cho ngao cái gì để cho nó có lấy đam, lấy thêm đam vô cho nó quýnh cho nó ngon anh em. Ây cha, Magellan đâu rồi, cái dòng đâu rồi Magellan ơi. Ok, thì cho con LPG nó xài tăng nổ nhanh cũng được anh em, để cho nó ấy nó hiệu ứng này kia. Rồi con Mihao thì nó có cái chiêu câm lặng, câm lặng cái chiêu nổ của nó để khóa chiêu bên kia. Ôi cái dòng Magellan đâu. Ok, hình như là một con tướng, con tướng bên kia sắp chết rồi. Rồi ok, chết luôn. Bây giờ là sắp chết thêm hai con nữa hả? Một con nữa đã ra đi. Bây giờ chỉ còn mỗi con Chopper thôi. Jinbe cũng chuẩn bị đứt bóng. Ok, con San cũng chết luôn. Xong, ok. Ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì xíu nữa sẽ đưa lại cái ạc cho bạn đó để bạn nó coi lại. Chắc bạn nó sẽ giật mình anh em. Tự nhiên nãy mới có sáu mấy triệu à, bây giờ lên trăm mười mấy triệu luôn. Bây giờ mình vô mình nâng đất cấp đính lên cho bạn nó đã. Xíu mình kêu bạn nó lỡ là chơi full cái vòng quay luôn đi. Nhiều bia đây chắc có khả năng là chơi đủ anh em. Hiện tại bây giờ đang 53 hả? Để mình coi còn miếng bia nữa. 1.000 cái giá bạc quay ra khoảng được cả 50 bia anh em. Để cho mình coi trong cái shop, shop V9 này. Rồi, shop V9 hết chân bia luôn rồi. Này chắc chơi hên xui anh em, chơi bỏ bạc thì có khả năng qua được. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc clip ở đây thôi. Đó là cái đội hình để mà qua cái hải trường 30 34.8 với cái đội hình nào khoảng 116 triệu lực chiến thôi. Đó thì đó là cái đội hình của mình sử dụng. Và anh em nếu mà có đội hình nào hay hơn anh em có thể góp ý mình ở dưới phần bình luận nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của anh em và sẽ vô mình đánh thử. Rồi, mình kết thúc clip đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào còn kẹt ạt thì cứ mạnh dạn comment bên dưới hoặc inbox cho mình nha. Mình sẽ vô hỗ trợ anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.